thấy ba đang lo nghĩ. Còn nhiều việc phải lo lắng và còn nhiều thứ phải chi. Mẹ ơi, mẹ bày đồ chơi với con nha. Toàn là những bạn búp bê mới, con muốn mẹ cùng chơi nè. Không được, con không thấy mẹ đang phải lau nhà, nấu cơm, rửa chén rồi còn giặt đồ cho ba. Nhưng mà con chán, con thích chứ không thích học. Mà con học, phải học cái gì đó vui vui. Toán, văn, anh tập đọc rồi tập viết. Vẫn có nhiều môn học sẽ giúp con cảm thấy vui hơn mà. Học sẽ học mà chơi ra chơi. Học nghiêm túc thì phải vào bàn, sách vở gọn gàng thì con mới học giỏi lên. Vui tính, bài sẽ giảm chỉ hơn. Và Juno năng động, sẽ giúp bài tập luyện thể thao.